Xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về dòng xe mới ra mắt, một dòng xe rất hot là Toyota Veloz. Toyota Veloz thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản đều là số tự động, là 648 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 688 triệu cho phiên bản cao cấp. Thì hôm nay có một chiếc phiên bản tiêu chuẩn về màu bạc, thì em xin phép làm video để anh chị xem về sơ bộ về cái ngoại hình của xe, cũng như là giới thiệu cho anh chị cái chính sách và cũng như là cái tình hình xe hiện tại. Veloz 2022 thì được có 4 tùy chọn về có 5 tùy chọn về màu sắc. Thứ nhất là màu trắng ngọc trai, thứ hai là màu đen, thứ ba là màu bạc trước mắt chúng ta đây, và cuối cùng là màu bạc anh tím. Nó là một màu mới của Toyota. Chiếc xe Toyota Veloz này ra mắt là một dòng xe 7 chỗ MPV giá rẻ dành cho gia đình, và nếu anh chị có muốn đầu tư để kinh doanh thì cũng hợp lý. Hai phiên bản chênh nhau 40 triệu thì em sẽ phân tích xem anh chị nên lấy phiên bản nào nó có phù hợp với tình hình tài chính của mình. Với 40 triệu như trước mắt chúng ta đây thì là phiên bản tiêu chuẩn 548, còn phiên bản cao cấp là 588. 40 triệu hiện tại, như nếu mà ở phiên bản cao cấp thì ở đây nó sẽ có một cái camera 360, nó sẽ là cam trước của trong hệ thống camera 360 này. Cái thứ hai, ở phần thân xe thì phiên bản cao cấp sẽ được trang bị la răng to hơn. Nó vẫn là la răng thay xước, tuy nhiên là ở phiên bản cao sẽ được trang bị la răng to hơn. Tiếp theo nữa là phiên bản cao cấp thì anh chị sẽ được trang bị cái màn hình đẹp hơn, to hơn. Và cuối cùng là ở phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị các chức năng như là giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Thì là những cái tính năng khi mà anh chị đầu tư thêm 40 triệu thì tùy theo cái tình hình tài chính cũng như là cái mục đích sử dụng xe của nhà mình ấy, thì mình có thể lựa chọn cái phương án làm sao nó hợp lý nhất. Ngoài ra thì nó cũng liên quan đến một chút đến lịch xe nữa. Nếu anh chị nào cần em tư vấn thêm cụ thể hơn, ví dụ như là anh chị đang có nhu cầu là muốn lấy dòng xe Veloz này, anh chị muốn lấy phiên bản nào, bản cao hay bản thấp, và anh chị định lấy màu gì là cái thứ hai, và cái thời gian anh chị lấy xe như thế nào là cái thứ ba, và cái cuối cùng là anh chị có nhu cầu trả thẳng hay trả góp. Nếu mà trả góp thì em sẽ tư vấn sâu hơn về trả góp của anh chị. Thì ở trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu qua về cái chương trình trả góp thôi. Là bên em hỗ trợ tối đa cái xe này là lên đến 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì tùy theo cái tình hình tài chính của anh chị, và anh chị chọn cái mức vay cũng như thời gian vay nó phù hợp. Nếu mà để vay tối đa thì em máng chừng một chiếc xe này anh chị bỏ ra khoảng chưa đến 200 triệu là có thể mang một chiếc xe Toyota Veloz lăn bánh ra ngoài đường. Vâng, và nếu anh chị cần em tư vấn thêm về vấn đề gì thì liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.